Ừ, con gái nữa.
chỗ còn ba đi cho nó từ mà Mỹ á, người Thái á, người ta nuôi nó chở nó đi học cho nó ăn uống, đậu nó bên Việt Nam trả tiền thôi. Nó cũng nói mình như vậy nhưng mà mình đâu có nấu ăn được cho nó, đâu có chở nó đi học được. Mình vợ chồng đi làm, con cái cũng đi học, họ luôn. Mấy cái trường quốc tế nó liên hệ với mấy người bên ngoài, nó chửi cho mấy người, rồi mấy người Mỹ người ta nó gọi. Thằng không đi được thì kiếm chuyện thôi.